chính kích và giải ba. Và bây giờ sẽ là phần trao giải cho giải nhì. Chúc mừng bộ phim tài liệu đội cận vệ A6 anh hùng đơn vị Hán phim Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Kịch bản Lê Văn Duy, đạo diễn Dương Cẩm Quý. Xin được chúc mừng. Đồng Thị Nhì là bộ phim tài liệu có một cơ hội bị bỏ lỡ. Đơn vị công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ quảng cáo Lộc Thành, đồng biên kịch đạo diễn Nguyễn Mộng Long và Uông Thị Hạnh. Quý vị thân mến, hai giải nhì đều thuộc về phim tài liệu. Nếu như có một cơ hội bị bỏ lỡ đã đạt được nhiều giải thưởng ở các cuộc thi và liên hoan quốc gia, thì đội cận vệ A6 anh hùng là một phim mới và cũng không kém phần đặc sắc. Và giải thưởng cao nhất ở hạng mục điện ảnh Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 5 năm lần 2 đã thuộc về phim truyện điện ảnh Thiên Mệnh Anh Hùng, đơn vị Phương Nam Phim, Saga Phim, công ty trách nhiệm hữu hạn BHD, tác giả Hồng Phúc, Đoàn Nhật Na, Victor Vũ, đạo diễn Victor Vũ, Nguyễn Kha Linh. Trân trọng chúc mừng và kính mời. Thưa quý vị, bộ phim này lấy cảm hứng đề tài lịch sử để xây dựng câu chuyện đầy hấp dẫn cùng cách làm dựng hiện đại đã từng thu hút rất đông khán giả thành phố từ năm 2012. Xin được chúc mừng tập thể làm phim đã đạt được giải thưởng danh giá của Thành phố Hồ Chí Minh cho hạng mục điện ảnh. Vâng, và xin mời tất cả quý vị, các tác giả của các tác phẩm đoạt giải, chúng ta sẽ cùng trực chung tấm ảnh lưu niệm. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho đồng chí để cùng chúc mừng cho các tác phẩm đạt giải thưởng ở hạng mục điện ảnh. Trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố. Trân trọng cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Trà Giang. Và một lần nữa xin được chúc mừng các tác phẩm đạt giải thưởng ở hạng mục điện ảnh. Vâng, và sau đây thì chúng tôi cũng xin phép được